Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của mẹ bầu Baby Kubo Home nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm thêm một món nữa với bánh tráng. Mà cái món này thiệt sự là mẹ bầu chưa bao giờ ăn, nhưng mà thấy người ta làm ở trên mạng hấp dẫn quá, bắt chước làm theo công thức. Cho nên có cái chỗ nào mà sai sai, hoặc là ở cái chỗ nào của các bạn mà bán cái món này các bạn đã ăn thử rồi, thấy cái chỗ nào chưa đúng thì hãy sửa giúp cho mẹ bầu nha. Và hôm nay món này có tên là bánh tráng lụi làm lúi húi một chút xíu là xong. Em đầu tiên chúng ta cần phải ngâm nước thiệt kỹ, đó chính là nấm hương và mộc nhĩ, bởi vì bên trong nó có thể là có rất là nhiều cát và sạn. Tiếp theo chúng ta cần phải chuẩn bị thêm một củ cà rốt, khoảng cỡ 200 đến 300 gram thôi. Mình sẽ cắt lát ra, sau đó là cắt sợi, và cuối cùng là mình sẽ cắt nhuyễn ra. Nếu mà nhà bạn nào có cái đồ mà hỗ trợ cái việc băm cho nó được nhanh hơn thì cứ cho vào máy xòe cái là xong. Còn đây là 300 gram thịt nạc dăm đã được băm, chúng ta sẽ nêm vào trong đây một chút xíu nước mắm ngon nè, tiêu nè và hạt nêm nhé. Sau khi nấm hương và mộc nhĩ đã được ngâm cho nó nở tanh banh tét bét ra rồi thì các bạn có thể cắt riêng cái chân nấm ra để mình băm riêng, hoặc là các bạn băm chung vô cũng được. Mình sẽ sắc thật là nhỏ ra, sau đó làm y như các thao tác để chúng ta băm cà rốt lúc nãy á, miễn sao nhuyễn thiệt là nhuyễn, nhưng mà đừng có nhuyễn quá để có cái đồ mà mình cắn cho nó nghe sật sật á thì vẫn là ngon hơn. Mình cũng nhớ cắt luôn chân của nấm tai mèo, sau đó là băm thật là nhuyễn nha. Cái cảm giác khi mà cái con dao á nó gặp nấm tai mèo nghe nó sực rất là đã. Không biết là có bạn nào có chung cái sở thích nghe cái tiếng này hay không, nhưng mà thích nhất là băm nấm tai mèo luôn đó cả nhà. Cả nhà nếu mà ăn được hành tím nhiều á thì ướp luôn hành tím vào chung với thịt, còn nếu không thì hãy đảo cho thiệt là vàng và sau đó cho luôn cả thịt vào trong chảo, đảo cho nó chín luôn nhé. Nêm vào đây một chút xíu dầu hào nó sẽ thơm hơn và thấm hơn đấy. Bắt đầu thịt chín rồi thì sẽ cho cà rốt vào. Cà rốt cho vô một cái là có màu sắc liền, thấy không? Nhìn rực rỡ hẳn luôn. Cho cà rốt vào đảo kỹ, sau đó cho luôn cả nấm hương và mộc nhĩ nhé. Coi đến khúc này chắc cả nhà đã nhận ra rồi, cái loại nhân này chúng ta có thể áp dụng làm bánh cuốn bằng bánh tráng nè. Kỳ trước là mẹ bầu đã chỉ rồi, còn nếu không chúng ta ăn không hết á thì bao bỏ lại ở trong tủ lạnh, mình còn có thể áp dụng rất nhiều thứ khác. Vì nước này mình cuốn xong mình sẽ ăn liền nên là hãy dùng nước đun sôi để nguội, đừng có dùng nước phông tê nước sống nhé. Mọi người thường hay nói là xài bánh tráng Safoco nó sẽ dày hơn, nhưng mà nhà có gì thì xài đó thôi cả nhà ơi, có thể là hình tròn hay là hình chữ nhật gì cũng được. Chuẩn bị thêm một cái dĩa sạch để chúng ta bắt đầu tiến hành cuốn nhé. Và đây là một cái thố nước chúng ta đã chuẩn bị từ lúc nãy nè. Mình cho vào nhúng bánh tráng cho nó đều hết tất cả các mặt. Sau đó hãy trải lên trên cái dĩa và chúng ta sẽ chờ khoảng 30 giây để cho nó thấm hết nước vào. Đừng có cuốn ngay bây giờ, bởi vì cuốn ngay bây giờ nó còn ướt nước, nó trơn lắm. Nó thấm từ từ vô nó sẽ hơi dính dính cái đầu ngón tay của mình một chút xíu. Đó, cái lúc đó là đã thích hợp để chúng ta cuốn rồi. Cho vào trong đây thì tùy mọi người, cả nhà thích cái cuốn nó mập á thì cho nhiều nhân, còn thích nó gầy, thon thon, gọn gọn á thì cho ít ít. Nhà mẹ bầu thì ai cũng nhìn ú nu như là hạt mít vậy á, cho nên thích cái nhân phải đầy đặn một chút xíu, cho nên cái cuốn nhìn nó hơi thô. Cả nhà cứ điều chỉnh theo sở thích của nhà mình nhé. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cuốn lại giống như là cái món bánh cuốn vậy đó. Đấy, như vậy là đã hoàn thành xong một cuốn. Và bắt đầu mình sẽ cuộn cái cuốn này thành hình tròn giống như là xoắn ốc vậy. Nó sẽ bị bung ra nhưng mà không sao, lát nữa chúng ta sẽ có cách để khắc phục. Cả nhà đã nhìn kỹ được chưa? Bây giờ hãy thao tác lại nha. Nhúng bánh tráng cho nó ướt, chờ 30 phút cho tất cả nước đều thấm vào trong cái bánh tráng trước. Rồi thấy nó hơi dính dính ngón tay thì lúc đó đã chuẩn bị đủ thời gian rồi. Bây giờ hãy cho vào đây một muỗng nhân và chúng ta sẽ bắt đầu cuốn lại. Cái cảm giác nó dính dính đó, nó sẽ kết nối tất cả các miếng bánh tráng lại với nhau, cho nên là sẽ cực kỳ dễ cho chúng ta cuốn luôn. Đó, cả nhà thấy không? Sau khi đã cuốn hết cái chiều dài của cái bánh rồi, hình tròn cũng được, hình vuông cũng được, thì chúng ta sẽ xoắn ốc lại, nhìn giống như là cây kẹo lollipop, kẹo ngậm vậy đấy. Như vậy là đã hoàn thành rồi. Chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị 3 cuộn như vậy cho một thanh xiên. Mình sẽ có một cái thanh xiên barbecue mà dùng để nướng như thế này nè cả nhà, hay sử dụng để xiên thịt, xiên cá, xiên tôm rồi mình nướng đó. Bây giờ mình sẽ xiên vào đây một thanh như vậy, mình sẽ xiên khoảng 3 em. Nhìn nó rất là dễ thương đúng không? Mẹ mẫu nghĩ là xiên như vậy để lát nữa dễ chấm, còn không biết mình dùng tay mình chấm ăn có sao không, bởi vì cũng chưa bao giờ ăn cái món này ở miền Tây hết trơn. Thấy ở trên mạng người ta xiên vô thì cũng bắt chước đua đòi xiên vô, cho nên là cả nhà nếu mà bạn nào đã ăn món này thì hãy tư vấn cho mẹ bầu là xiên vô như vậy ăn được hay là mình không xiên thì có ăn được hay không nhé. Với cái lượng nhân như vậy mình chuẩn bị được khoảng cỡ 21 cái cuộn cuộn giống như vậy lượng á, và mình xiên vào sẽ được khoảng cỡ 7 cây, rất là nhiều luôn mà cả nhà ăn không hết. Rồi bây giờ đến công đoạn chuẩn bị nước chấm, mình sẽ cho tỏi băm vào, mình phi thơm. Sau đó đây là nước mắm, đây là nước mắm của Colorman đó cả nhà. Cái này là khi mà đi dự cái hội thảo của
tiền quân cuối năm á là được tặng cái chai nước mắm này. Đến bây giờ vẫn chưa xài hết, bây giờ hôm nay lấy ra làm nước chấm luôn. Mình cho vào đây là nước sốt me. Nếu mà cả nhà không có sẵn nước sốt me ở nhà thì có thể dầm cái me, gọi là cái gì ta, cái me nấm mà người ta thường hay bán ở siêu thị, bán ở chợ đó. Mình dầm với lại nước sôi để chuẩn bị sẵn cái nước mắm me này. Sau khi đã cho vào đây khoảng cỡ 3 muỗng nước sốt me, mình sẽ cho vào đây thêm một chút xíu đường nè, và sa tế. Sa tế tôm nếu mà cả nhà không có thì có thể thay bằng tương ớt, và mình sẽ nêm nếm cho vừa ăn. Để làm sệt lại thì cho thêm một chút xíu bột năng pha nước nhé. Thành thành, tất cả mọi thứ đều đã hoàn thành, bây giờ sẽ chấm thử vào để ăn nha. Wow, cái nước mắm me này nè, thuốc kiểu như là hơi chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Không biết nó có đúng cái vị truyền thống của cái món này hay chưa, nhưng mà như vậy thôi là ăn rất là ngon rồi. Vậy là hôm nay thử nghiệm bánh tráng lụi của chúng ta đã kết thúc. Nếu cả nhà thử nghiệm thành công thì hãy gửi qua Instagram Baby Kubo Home để khoe với mẹ bầu, để mẹ bầu khoe cho tất cả thế giới biết được là công thức của chúng ta sẽ thành công nhé. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại trong những video hướng dẫn kỳ sau.